hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động. Ở khu vực này thì chỉ từ chiều hôm qua khoảng 4 giờ cho đến sáng nay thì mực nước sông đã dâng lên khoảng từ 2 đến 2,5 mét, khiến cho toàn bộ bãi non, bãi chim với diện tích khoảng hơn 30 hectare của thôn thì đã bị ngập hoàn toàn ạ. Tại khu vực này thì cũng có những cái nhà nấu dầu, những túp lều để chế biến tinh dầu húng quế của bà con đã bị ngập hoàn toàn. Hiện tại thì bà con đang tập trung thu hoạch những cái thùng phi nấu dầu này về trong khu dân cư an toàn, cũng như là neo đậu các cái tàu thuyền về trong thôn. Tất cả các bãi non giờ như nước như này là ngập 100%, nên mà tất cả các bãi non và chạ sông của Đức Hợp, nếu mà tình trạng cứ nước lên như thế này trong vòng mà như chiều hôm qua đến bây giờ thì tất cả nó 3 nó 4 này cũng bị ngập trong nước. Đây, đi ra bớt.